Tại thành phố Đà Nẵng, một tài xế xe ôm công nghệ vừa được khen thưởng vì dũng cảm mưu trí, hỗ trợ đắc lực cho công an phá án. Theo đó, một nghi phạm cướp giật lợi dụng Grabbike chở đi trốn sau khi gây án, nhưng người tài xế này đã phát hiện vị khách có dấu hiệu cướp giật nên chở nghi phạm xông thẳng vào Ủy ban Nhân dân phường rồi truy hô. Công an quận Thanh Khê hiện đang tạm giữ hình sự Võ Minh Tiến, 30 tuổi, trú tổ 38, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Chiều ngày 7 tháng 10, Tiến tìm đến hẻm K272 Trần Cao Vân để tìm thời cơ gây án thì phát hiện một bé gái sử dụng điện thoại di động iPhone trong nhà, đã áp sát, giật điện thoại rồi bỏ chạy. Sau khi thoát khỏi con hẻm nói trên, Tiến bắt một xe ôm công nghệ do anh Hoàng điều khiển để đi đến nơi ẩn náu. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi của vị khách ngồi sau lưng mình, anh Hoàng đã điều khiển xe máy chở thẳng nghi phạm vào trụ sở Ủy ban Nhân dân, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, rồi hô hoán cho lực lượng chức năng can thiệp. Lúc này, đối tượng đã chống trả, quyết liệt rồi bỏ chạy. Tuy không khống chế được đối tượng tại chỗ, nhưng với manh mối về thông tin và đặc điểm nhân dạng của nghi phạm, anh Hoàng đã cung cấp đầy đủ cho cơ quan công an. Ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê đã tiến hành điều tra và truy bắt thành công đối tượng gây án và thu giữ lại tang vật của vụ việc.